Hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2015, cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ cổ truyền cao cấp Thành Luân, còn gọi tắt là đồ gỗ Thành Luân. Vậy đồ gỗ Thành Luân, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một số mặt hàng như sau. Đây là bức tranh mang ý nghĩa đồng quê yên tĩnh, đồng quê yên tĩnh, tức đồng quê dân dã, mang tính chất cổ xưa, rất quý nghĩa cho người đời. Đồ gỗ Thành Luân xin tạm dịch: dân mới là gốc, gốc có bền thì cành mới dài. Vậy bức tranh này được đồ gỗ Thành Luân chế tác bằng gỗ hương thơm, có nơi còn gọi là giáng hương. Độ dày của tấm tranh này là 6 cm, dài 217 cm, rộng 109 cm, hoàn toàn làm thủ công, tức đục tay không dùng máy, do các nghệ nhân bàn tay vàng gốc nghề thực hiện. Đồ gỗ Thành Luân xin phân tích: đục tay và đục máy có khác nhau cái gì? Thưa quý vị, đục tay hơn đục máy rằng gỗ phải dày mới có thế để nghệ nhân canh bong ngoai móc, hạ đổ giống thật. Người nghệ nhân phải có con mắt nghệ thuật, bàn tay phải khéo léo như thổi hồn vào lòng gỗ, làm quyến rũ người chơi, làm người chơi không biết chán. Còn đục máy không thể canh bong ngoai móc, hạ đổ như tay, mà không thể sâu như đục tay, gỗ sẽ mỏng hơn đục tay. Khi hoàn thiện sản phẩm, đồ gỗ Thành Luân chúng tôi sẽ đánh vét ly theo lối cổ truyền mà không sơn PU. Tiếp theo, xin giới thiệu bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió. Bức tranh Thuận Buồm Xuôi Gió được đồ gỗ Thành Luân chế tác bằng gỗ vụ liền tấm, dài 1m76, rộng 0m81, ván dài 5,5 cm, nguyên tấm, đục tay tức đục thủ công. Bức tranh này có hàm ý cho người chơi làm gì cũng thuận lợi. Vậy đồ gỗ Thành Luân còn rất nhiều sản phẩm khác. Quý vị có nhu cầu về thăm hoặc đặt hàng của đồ gỗ Thành Luân, nếu từ Hà Nội về đi đường một cũ, về đến thị trấn Phú Xuyên, nhìn về phía tay phải, tức phía đường tàu, có biển Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Phú Xuyên và biển đồ gỗ Mỹ Hà, thì quý vị rẽ qua đường tàu thẳng đường nhựa 3 km đến cây xăng Tân Dân thì trông thấy cửa hàng đồ gỗ Thành Luân ngang cạnh. Còn quý vị đi từ Phủ Lý về cũng đến Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Phú Xuyên và nhìn thấy biển đồ gỗ Mỹ Hà thì quý vị rẽ trái qua đường tàu thẳng đường nhựa đến cửa hàng đồ gỗ Thành Luân là 3 km cạnh cây xăng Tân Dân. Số điện thoại 0972 770 888, 0967 110389 hoặc 0945 632 816. Đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại quý vị trong clip lần sau.